giùm hồ nha. Nhà đâu? Giờ kia để cho mày giờ giờ. Nhà nó đâu? Em muốn nhà bên Bạch Trưng á. Tới 25, tới 14 á. Làm gì tự nhiên em mới ngoài chợ. Em tất nghiệp cả tháng mấy nay rồi. Thì kiếm gì làm chứ tự nhiên có ý định thì sao được. Rồi. Bao nhiêu người ta muốn sống mà. Rồi tiền nhà nữa. Cả gần cái mấy giờ vợ đó. Nó nặng luôn. Người ta đâu có yên.